Rồi tiếp theo tôi hướng dẫn các bạn thay đổi cái slider nằm đây. Vở hình nằm đây, vở hình nằm đây. Để làm được cái việc này thì mình phải chuẩn bị cái gì? Thứ nhất, phải chuẩn bị tấm hình kích thước bằng cái này. Để biết được kích thước hình này bằng như thế nào thì mình cài công cụ bay ruler, mình đo đây kích thước này bao nhiêu. Công cụ bay ruler này mình lên mạng mình search công cụ là bay ruler ha. Mình đo mình thấy kích thước chiều ngang và chiều cao bao nhiêu, mình thiết kế một tấm hình như giống như vậy. Đúng rồi, đúng rồi, tỷ lệ bay ruler ha. Đó. Cái bay ruler. Đây vô. Rồi, cái kích thước đây cũng vậy, mình đo kích thước. Đó. Rồi bây giờ để thay đổi được cái này thì mình phải đăng nhập ở trong quản trị. Rồi sau đó trên đây hiện cho mình một cái gọi là anh admin bar. Sau đó đây có nút sửa trang Edit Unit Builder. Đó, sửa được. Hiện ra cho mình. Đó. Rồi mình cho mình sửa đây. Rồi mình sửa cái hình ảnh này đây, đây nó có hai cách để chỉnh sửa ha. Cách đơn giản nhất là tấm hình này đích đo chuột cho tấm hình này cái. Rồi mình sửa. Rồi mình remove nè. Select media. Rồi mình tải tập tin lên, chọn tập tin. Cái hình đó là hình trong đây. Hình trong hình ảnh nè. Hình ảnh website nè. Banner 1 gì vậy? Rồi view. Đó, ha. Đó, apply. Đó. Rồi cách thứ hai, cách đổi thứ nhất, cách đổi thứ hai. Cái đầu thứ hai thì mình nhìn bên cái sơ đồ bên góc bên cái cột bên tay trái của mình đây này, có sơ đồ nè, mở ra để nó làm dấu cho nó đánh dấu mình slider những cái vị trí đây, bấm mở slider ra rồi kiếm một chỗ slider và bấm vào từng tấm hình để đổi tấm hình thứ nhất option nó, rồi sau đó remove và select media và chọn tập tin lên, tải tập tin và đường thứ hai nha. Đó. Đó, cái hình này bạn bị mờ nè, thấy chưa? Đó, bị mờ nè, nó lên nó đó, kiếm cái hình lớn hơn mình đây một, bạn có một hình nè. Đó, ví dụ vậy mình có hai hình ha. Đó, điều đó hai hình giống vậy đó nha. À, đó là cách làm. Rồi tôi sẽ giải thích nè, giải thích cho bạn biết. Ở bên đây có hai phần nha, hai phần. Phần bên trái là đây các là cái sơ đồ cấu trúc của cái thiết kế, còn bên tay phải là cái phần hiển thị để mình xem. Nhưng cái phần hiển thị mình cũng có thể chỉnh sửa. À, ví dụ muốn chỉnh sửa chỗ nào thì mình có thể sử dụng cái phần hiển thị, mình lít đo chuột chỗ đó để dẫn vô đúng cái chỗ mình chỉnh sửa. À, còn cái phần mà bên trái này, cái phần này là phần sơ đồ nè. Sơ đồ thì section là những vùng nhất là vùng slider, đó. Vùng thứ hai vùng vùng top bán chạy tuần là vùng này, vùng thứ ba là vùng gì theo vùng hết, mình cứ vô từng vùng đó, trong đó sẽ cấu trúc cho mình chỉnh sửa. Thì đây nó chia theo ô nó chia theo cột và dòng. Mở ra đây, rau nè, một dòng. Trong cái dòng này sẽ chia ra cho mình là bao nhiêu column, 1 2 3 4 4 column, 30%. Đây là khoảng là đây chia phần trăm cho mình. 100% á là 10 là 12. Đó. Nha. Nó chia theo cái này column thứ nhất là nó bị làm cái nhân vật sản phẩm rồi. Thứ hai là cái chứa cái máy. Rồi tiếp theo máy, rồi tiếp theo cái column này. Column này có nhau không? Column này cũng là cái slider máy.
Column này là nó đang làm gì đây? Rồi. À, column này có cái column này nó chỉ hiển thị trên, có cái column này nữa để dành cho ở trên mobile, trên cái máy tính bảng sẽ khác một chút nha. Đó. Có cái mình cần trên laptop, có cái mình cần máy tính bảng ha. Đây nè, đây nè, cái tủ này nó chỉnh cho mình là slider nè. Slider này đi mũ này đi, cái này là trên máy tính bảng nè. Thì nó có hai cái slider ha, một cái slider dành cho, một cái slider dành cho laptop và một cái slider dành cho máy tính bảng nha. Nó có hai cái slider. Cái chính này nè, dành cho máy tính bảng, là cái 6 á, dành cho điện cho máy laptop ha. Đó. Rồi, tiếp theo hình dưới này cũng vậy. Cái đơn giản nhất là mình thấy đó, mình lít đeo chuột vô là dẫn vô đúng chỗ mà mình sửa thôi. Đó. Thứ hai là hình nào? Thứ hai là hình này phải không? Đó. Mình phải chuẩn bị sẵn hình nha, mình phải chuẩn bị sẵn hình, giờ không có hình bỏ hình vô không đúng rồi, nó trớt quớt liền. Hình mình để mà mờ lên nó cũng xấu nữa, nó rõ lên hình mờ xấu ở đây nè. Đeo chuột vô remove, hình này hình cao này mà đổi rồi đây đó, hình mình mờ thấy mờ mình thấy là tôi lấy hình của các bạn này nên nó bị mờ nè. Đó, bị mờ nè, thấy chưa, hình mình là mờ đó, là mờ nè. Ở đây hình này cũng vậy, chỉ đôi chuột vô đổi hình thôi, đôi chuột vô đổi hình, đơn giản nhất là đôi chuột vô và đổi hình, không mình không coi được cái cấu trúc thì mình thích đôi chuột vô đổi hình đây này phải không. Ngang này đây. À, hình này hình nào, này chung luôn hả? Các bạn chuẩn bị hình đủ giờ đâu có làm đúng chưa? Đó. Đó. Rồi, đó, mình làm xong không? Làm xong mình mới ở đây mới coi lại coi sao. Nó ra đổi hình cho mình ha, nó đó, thấy chưa? Hình mình chuẩn bị không đúng rồi, nó ra nó không đẹp nè. Ở bài này là tôi demo, tôi dạy cho nên tôi lấy hình này cho hơi xấu ha. Bạn phải chuẩn bị hình rõ, cắt cúp và màn đẹp lên nó sẽ đẹp. Nhưng mà chuẩn bị hình xấu ra xấu này cho anh mờ đúng không? Mờ nè, mờ, giờ chuẩn bị rõ ràng rồi thằng bạn ha. Đó là cái bài về thay đổi cái banner đây. Tương tự mấy cái banner cái này cũng thay đổi vậy, lúc cho chuột cho đổi, lúc cho chuột cho đổi hết đi, đổi hết mấy cái banner. Ở đây đổi hết đi, hết tất cả các banner ở đây. Đơn giản là đúp cho chuột cho từng cái là đổi, mình không biết bên đây là bị ở đâu để mình kiếm á, tại vì sơ đồ này họ thiết kế mình không biết, mình cứ đây đúp cho chuột vô rồi remove đổi. Ở đây đúp cho chuột cho remove đổi và đổi hết những cái hình banner. Đây hết tất cả mình banner thành cái banner của mình trước đi ha. Đó tôi. Rồi vậy ha. Rồi bây giờ mình cứ làm đi.